Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh Danny Official của mình nha. Ở đây các bạn nào mà gần quận Tân Bình, mà gần đường Bành Vân Chân không, biết cái quán này nè, đó là bún bò Hạnh mà nấp hẻm trong đường Bành Vân Chân á, quận Tân Bình. Trời ơi, ta nói rất là hot luôn nha. Ở đây có rất là nhiều mức giá luôn. Bún bò tô nhỏ thì 45k, còn bún bò tô lớn là 50k, bún bò đặc biệt là 65k. Bún không 15k, chén thịt thêm thì là 25k. Ngoài ra còn có chả cây 8k, các loại nước ngọt, cà phê, nước giải khát, bia, trà đá, khăn lạnh thì mình có để ở đầu video nha. Hồi trước thì mình được bạn của mẹ mình dắt vô đây ăn thử thì thấy cũng ăn cũng ok, nhưng mà lâu lắm rồi mới quay lại thử xem coi chất lượng và trong đây thì sẽ có những gì nha. Cùng mình khám phá nào. Hồi trước mình đi thì thấy buổi sáng đông hơn khá là nhiều luôn. Còn lần này mình đi thì mình đi vào buổi chiều tầm 5 giờ mấy 6 giờ thì thấy cũng lai ra chứ không có đông lắm, nhưng mà quán làm hơi lâu. Sau một thời gian chờ đợi thì hai tô bún bò của mình và mẹ mình cũng ra rồi nè. Đây là tô bún bò của mẹ mình nha, thì gần có một cục giò nẹt nè, một cục chả cua nhỏ nhỏ, với lại hai miếng nạm gì đâu mà ta nói nó mỏng hơn tàu lá chuối nữa. Rồi có một dĩa rau ăn kèm nè, mình và mẹ mình thì có kêu thêm là hai lon bí đao để uống cho nó mát. Không biết sao chứ lúc trước mình nhớ là mình đi ăn tô bún cũng khá là nhiều topping, mà sao lần này ăn cái gì đâu mà topping leo que có vài miếng hả? Đây là tô bún của mình nha, cục giò mà mình kêu là cục giò nẹt á, nên là thấy cũng khá là ok. Nhưng mà ta nói nhìn nè, hai cái miếng nạm bò của tôi á thì đỡ hơn mẹ tôi, còn của mẹ tôi mỏng hơn của tôi nữa. Rồi được một cục chả cua, mình không biết tô này bao nhiêu nữa, tại vì mình với mẹ mình vô thì kêu là hai tô thập cẩm cho giò thì người ta bưng ra vậy đó các bạn. Để chút xíu xem tính tiền coi tô này bao nhiêu nha. Mẹ tôi có làm chén nước mắm bỏ chút xíu sa tế vô, lấy cục giò chấm ăn nó cũng thấy ngon ngon. Đây là mẹ tôi nha các bạn. Mẹ mình hồi trước thì hay đi ăn với lại mấy người bạn thì nghe nói là có gân rồi có tùm lum hết, mà sao đợt này kêu thập cẩm thì chỉ có nhiêu đây thôi. Sau khi tính tiền thì tổng của mình với mẹ mình hai tô với lại hai lon bí đao là 128k, là mỗi tô này 50k nha các bạn. Chỗ mình ăn là bún bò Hạnh, địa chỉ 135 đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.